Hello, xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại với channel Kim Vũ Audio. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về mình là Huy, chuyên viên kỹ thuật của Thanh Thiên Vũ. Thì hôm nay cũng là đang trong mùa dịch, cho nên là cũng ít đi ngoài hơn, có thời gian hơn. Cho nên là mình cũng làm một clip để mà chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Thì mọi người, ai chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta chia sẻ cho nhau để chúng ta học hỏi thêm ở cuộc sống. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề của clip hôm nay. Thì mọi người hiểu cho mình trở kháng là gì? Trợ kháng là một đại lượng vật lý tượng trưng cho sự cảm trợ dòng điện đưa vào thiết bị, ví dụ như công suất đưa vào loa. Thì khi chúng ta đã nhận trợ kháng cao thì nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Nhược điểm là khi chúng ta đã nhận trợ kháng cao thì nó sẽ cản trở lại dòng điện, cản trở lại công suất đưa vào nó, cho nên nó sẽ không đáp ứng được hết công suất của một chiếc loa. Ưu điểm là gì? Ưu điểm là khi chúng ta đã nhận trở kháng cao, nó sẽ giảm bớt đi vấn đề cháy loa hơn khi chúng ta đã nhận trở kháng thấp. Rồi tiếp tục đến, khi chúng ta đã nhận trở kháng thấp thì nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Khi chúng ta đã nhận trở kháng thấp thì loa sẽ giảm đi sự cản trở dòng điện, cho nên loa sẽ hoạt động được hết khả năng công suất của nó. Nhưng ngược lại, khi chúng ta đã nhận trở kháng thấp thì nó sẽ dễ cháy loa hơn. Và vấn đề là đánh 4 ohm để cháy loa hay là đánh 8 ohm để cháy loa, chúng ta không hoàn toàn dựa vào đó nữa. Mà cái này mình chỉ đang giải thích dựa trên vấn đề lý thuyết. Còn vấn đề đánh 8 ohm để cháy loa hay là 4 ohm để cháy loa thì cái này nó dựa vào vấn đề chúng ta setup. Ok, thì bây giờ mình sẽ so sánh giữa sự khác biệt của trở kháng thấp và trở kháng cao, nó có sự khác biệt gì về âm thanh. Thì khi chúng ta đánh trở kháng thấp thì ví dụ như là loa sốc, thì nó khi chúng ta đánh nhận trở kháng là 4 ohm thì những tần số thấp nó sẽ nổi trội hơn, nó sẽ cho ra những tần số thấp tốt hơn. Vì thế cho nên là những dòng loa sốc nhà hàng hay làm ở trở kháng là 4 ohm. Còn khi chúng ta đánh nhận trở kháng cao, ví dụ như là dòng loa full range hoặc dòng loa background hoặc quán cà phê nghe nhạc, thì thông thường như là trở kháng là 8 ohm hoặc là 16 ohm. Thì chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta đánh nhận trở kháng cao thì những tần số cao nó sẽ ưu việt hơn, nó sẽ cho ra tốt hơn. Hoặc như là dòng loa test thì hay sử dụng một trở kháng là 16 ohm thì nó sẽ cho ra tiếng test việt hơn, chi tiết và đáp ứng được tần số cao hơn, nổi trội hơn, thay vì là loa test đánh những tần số 4 ohm hoặc 8 ohm. Đó là sự khác biệt giữa trở kháng thấp và trở kháng cao cho ra âm thanh như thế nào đó. Rồi ngoài ra nữa, những dòng loa như dòng loa hội trường, loa sự kiện thì hay sử dụng trợ kháng như là 8 ohm, 16 ohm hoặc 32 ohm. Trợ kháng cao sẽ có lợi như thế nào? Lợi là dễ cho mọi người phối ghép. Thay vì là một cặp loa với trợ kháng là 4 ohm chỉ đánh được với một cục mềm, thì bây giờ người ta sẽ làm loa là 16 ohm. Thì khi chúng ta đấu nối song song 4 chiếc lại với nhau thì chỉ cần dùng một cái mê thôi, nó vẫn đáp ứng được với 4 cặp loa đó, thay vì là dùng một lúc quá nhiều mê, quá nhiều thiết bị gây ra vấn đề tốn kém. Đó là cái lợi thứ hai giữa vấn đề là trở kháng cao. Rồi bây giờ mình sẽ nói, có một số khách hàng hỏi mình là: em ơi, cái mê của anh có đánh được 2 cặp loa hay không? Thì luôn kiện mình sẽ giải thích luôn là ví dụ như mê của anh là đang có trở kháng bên của anh nhá, thông số nhà hàng cho với trở kháng 8 ohm là 350W và cặp loa của anh thông số là 300W thì ok, đấy bình thường. Rồi trường hợp khi anh sử dụng hai cặp loa thì là công suất sẽ là tăng lên là 600W khi sử dụng ở công suất là khi đấu nối song song hai cặp loa thì trở kháng sẽ giảm xuống còn 4 ohm. Với điều kiện là âm ly của anh cho phép đánh ở trở kháng là 4 ohm thì anh có thể đáp ứng được đánh hai cặp loa vô tư. Thì thông thường như bây giờ thì âm ly hầu như là người ta sẽ cho đánh ở trở kháng là 4 ohm và 8 ohm, cho nên sẽ đánh được bình thường với công suất với hai cặp loa với công suất là 300W. Ok, thì đối với hôm nay thì mình sẽ giải thích về vấn đề là khách hàng có hỏi mình là hiện tại anh đang có một cái âm ly và hai cặp loa thì em thấy có đánh được hay không.
thì bánh được hay không á thì chỉ cần là mọi người chúng ta xem cái thông số của nhà hàng cho, ví dụ như bánh ở 8 ohm thì âm ly chúng ta đạt là 350W và đánh ở 4 ohm thì âm ly của chúng ta đạt là 700W. Rồi tương ứng với loa của chúng ta, một chiếc là 300W và hai chiếc là 600W. Khi chúng ta đấu nối ở song song thì loa chúng ta sẽ đánh ở là trở kháng là 4 ohm thì tương ứng với là 600W và âm ly chúng ta hoạt động ở 4 ohm là 700W thì đánh được ok bình thường. Thì chỉ cần chúng ta xem cái thông số nhà hàng cho như thế nào là bao nhiêu là được. Ok, thì nãy giờ thì mình cũng có chia sẻ về vấn đề trở kháng, rồi là sự khác biệt của trở kháng về chất âm này kia, thì chắc mọi người cũng sẽ nắm được đôi chút. Đây là những cái kinh nghiệm và những cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Còn nếu như là ai chúng ta có thêm về những lời hay hơn, có thêm về kiến thức hay hơn thì chúng ta có thể comment ở dưới để chúng ta chia sẻ cho nhau để mà học hỏi thêm được nhau. Thì nếu mọi người muốn rõ hơn, chi tiết hơn thì mọi người có thể liên hệ vào số hotline của bên mình hoặc là guest showroom thì mình sẽ chia sẻ và sẽ tư vấn được rõ hơn. Thì nếu mọi người thích clip hay thì cho mình một like để mình có thêm động lực, có thêm để cố gắng mình trao dồi thêm với mọi người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo.